đặc sản là nghề làm bột sa đéc à. Nuôi rau củ hủ tiếu rau củ đặc sản là nghề làm bột sa đéc đi cô chú chị ơi. Nuôi của cơ sở con phải không? Đó. Thì dạ. Cái này 40.000 đồng. Bạn đến festival Hoa Kiển Sa Đéc 2023 này, bạn cảm nhận cái không khí của cái lễ hội của Sa Đéc Đồng Tháp thì bạn nghĩ sao? Em rất là xúc động. Rất là xúc động. Thấy Sa Đéc mình bây giờ phát triển rất là nhanh. Rau củ, yeah. Rau củ thì mình là đến từ đâu? Em đến từ Đức. Dạ, Đức. Em sinh trưởng ở đây. Dạ. Quê quán là Sa Đéc. Dạ. Quê em sinh ra ở Sa Nhiên á, làng Sa Nhiên. Dạ. Sa Nhiên. Thì bạn có thời gian rảnh vào kinh Quốc Thịnh Vlog hoặc là Thịnh Dương Quốc thì bạn sẽ trải nghiệm được cái vùng đất Sa Đéc mà Quốc Thịnh đã ghi nhiều video như cầu sắt quay, nhà cổ Quỳnh Thủy Lê và nhà của Tấn Sĩ Dung và bến đò Tạ Đông Thành, nhưng mà bây giờ không còn nữa, những bến đò Xẻo Giạt, bến đò Tứ Phước, chợ An Hiệp và chợ An Hiệp. Đầu năm cũng không quên chúc bạn một cái năm mới an khang thịnh vượng, và bác ở đây một cái sức khỏe dồi dào, năm sau về ăn Tết của Việt Nam mình nữa. Dạ, em không có điểm về cái festival. Dạ. Em cũng chúc kênh của anh có nhiều lượt xem. Vì vlog này làm để phục vụ bà con xa xứ, như Quốc Thịnh đã từng ghi hình những cái địa điểm như chùa Hai Con Voi, gọi là chùa Bú Quang á, hồi xưa mình chỉ nói chùa Con Voi thôi, hoặc là và Ti Kiến Thiết cũ của Sa Đéc, và chợ nông sản Sa Đéc, và cái đoạn đường từ cầu Cái Sơn 1 về chỗ chợ cá, rồi góc đường ngã trái cây cũ á, ngã tư Lãnh Nam, nói bác đời bác nhớ liền, ngã tư Lãnh Nam và trường trung học Sa Đéc mà Quốc Thịnh đã từng học năm 80 cho đến 85. Dạ, vậy là cái thế hệ của anh lớn hơn của em chắc cũng mười mấy năm, 14-15 năm, tại vì dạ. Em là năm 90, dạ. Năm 93. Dạ. Thì cầu đốt. Cầu đốt hồi xưa thì nó bằng sắt rồi lót dán đi cục thôi. Và cầu đình được xây dựng khoảng 1926 và cầu sắt quay khoảng 1906, nó qua nhiều thời kỳ. Và nó có một lần cầu sắt quay nó cái bên hông nó bị sạt, nó bị rớt xuống, thì chẳng may nhiều người cũng rớt xuống sông. Và ngay cái chỗ mà Hoàng Minh, Chí Ký và gần đó là nhà báo xanh gì hết, bác lớn tuổi không, bác của bác sĩ nào, bác sĩ Chấn. Dạ. Dạ. Ngày xưa con xanh ở đâu? Xanh ở trong đồng. Dạ. Thì chỗ bác sĩ Tường, bác sĩ Phúc thì đã qua đời rồi. Bác sĩ Tường thì đi nước ngoài. Dạ. Thì đó là một cái trải nghiệm mà Quốc Thịnh gửi đến những bà con phương xa, những người đã xứ sở. Cái bến đò Tạ Đông Thành nữa, bạn vào xem. Bến đò Tạ Đông Thành trước thì một cái ghe chèo thôi, sau này nó thành đò, rồi sau này cái đường xá nó lưu thông. Dạ, cảm ơn nhiều. Chúc bác sức khỏe dồi dào nha bác. Năm sau về ăn Tết Sa Đéc nữa nha, Đồng Tháp nữa nha. Cảm ơn nhiều.
Trà lá sen hả? Trà lá sen thì bao nhiêu một hộp vậy anh trai? Dạ, gói này là 70 gói, trong đó có 30 gói dư này. Đâu đâu lật được. Trà lá sen hả? Vẫn là trà lá sen chị, 100% lá sen. Trong đó có hàng thêm gói dư này. Mát, mát gan, bổ phổi, an thần dễ ngủ. Mát gan mà ăn thần dễ ngủ mà. Đâu đâu đưa cái hiệu cho nên ngay cái máy cái. Dễ ăn dễ ngủ phải không? Dễ ăn dễ ngủ là bổ sức khỏe làm đẹp da đó cô. Cầm cô, cầm đi cô. Vậy mà không nói thì có sức khỏe dồi dào. À, tâm hồn tươi trẻ. Có trẻ mãi không già không? Uống trà lá sen này có trẻ mãi không già không? Dạ, trẻ mãi không già nhưng mà không có trẻ mãi không già được, nhưng mà nó làm đẹp da được. Dạ, đẹp da ha. Dạ. Cái này là mà công ty nào làm vậy cháu? Mình giới thiệu rồi luôn ơi. Chậu Long Lá Sen. Ở đâu làm á? Dạ, ở Mỹ Xuyên, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Mỹ Xuyên ha. À. Đó. Còn đây là cái gì đây? Ồ, nước. Dạ, nước chi khác làm từ lá sen chú. Trời ơi, hay quá ta. Thì hôm nay quảng cáo nước uống đi. Mít đây. Mít đây là từ xuất xứ từ đâu vậy cháu? Dạ, xuất xứ từ Hòa Tân chú. Hòa Tân xã Mát á ha. Dạ, Hòa Tân xã Mát á, Châu Thành. Huyện Châu Thành mình á. Dạ. Tại vì mình cũng phải nên quảng cáo chứ, mình ở cái tàu hạ mà. Dạ, dạ. Thì con giới thiệu đi, bịch lớn là bao nhiêu? À. Dạ, bịch lớn về là 60. Dạ. Sấy không, còn cái này cái sấy là 55.000 một bịch. À. Thì xin chào. Thì con giới thiệu lại mít của mình đi. Mít sấy về bịch lớn là 60 là mít không, còn bên đây là chiếc cây sấy 55.000 gram lớn như vậy. Một bịch vậy là cỡ mấy trăm gram vậy con? Dạ 200 gram. Dạ. Bịch mít này là 200 gram, còn chiếc cây sấy này là 250 gram. Dạ. Vậy là nhiêu tiền? Dạ 55.000 một bịch này. Vậy trời. Đó. Dạ bịch nhỏ là 22. Làm ở Hòa Tân ha. À. Mua đi cô. Cô dùng thử cho. Sấy nhiêu? Dạ 60. 60 thôi hả? Dạ. Nhỏ có 30. Bữa này nó 55. Dạ 55. Bên đây là 25. Cái này là nó thập cẩm như vậy nè. Thập cẩm như tụi em để ra dĩa vậy nè. Cái bên đây đó. Dạ. Còn mít sấy này gặp hả? Dạ, dạ mít sấy riêng là nó mắc hơn. Quảng cáo địa phương của mình gây huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, xã Hòa Tây như cái gì? Ít gram hơn, tại mít thì ít gram hơn, nó chỉ có 200 gram thôi. Rồi chúc bé bán được nhiều hàng nha. Thì đầu năm chú Thịnh chúc con năm mới dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Đạt nha, và chúc cô chủ ở đây cũng vậy luôn. Đây là bánh cái này trời mát rồi bà con đông đúc hơn nha quý vị. Có lớn uống đi chú Thịnh. Cái gì? Đang đâu? Nước gì? Nước ngũ vị, tức là nước từ những cái vị thịt bắt khác. À, giống như là mình kêu sâm lạnh rồi đó hả? Thịt địa, trái táo, nấu nhiều năm vị vô. Dạ. Dạ. Trà này trà gì vậy? Trà mãng cầu. Mãng cầu.
bây giờ ăn xo xuống bên đi chưa? Chào con anh, nhà có ngon. Chà này là chà gì? Ly chà này chà. Chà đen ăn xo uống thử này. Quảng cáo luôn. Dạ đó, hành diện bánh gan. Dạ. Dạ sao? Ngàn cao đó hả? Đây hả? Dạ. Cái cơ sở mình là nằm ở đâu? Đây sao? Gần Định Yên rồi không? Có. Cái kỳ có đi chặt mà quê á. Không quay. Cái kỳ có đi giúp được cái hoàn cảnh mà gần cái đình á, rồi mới chỉ cho cái người kia, người ta giúp được cái em trai mà nó bị cái giò đó, chỗ gần cái đình luôn, ngay cái gần cầu đình đó. Cái này là trà đậu đen xanh lồng mà chú. Rồi bán cầu. Rồi trà xả đen ăn xo. Rồi trà bột không ăn đi, trà đi chị ơi. Trà cầu đi, trà bột này, trà cầu đen. Yeah. Thì cơ sở sản xuất của mình ngay chỗ Định Yên. Thì ai có ủng hộ thì nhớ cái địa chỉ ha. Cái bì mắm này là Đông Nguyên là ở đâu ạ? Dạ ở Bình Trung á. Bình Lắp Giò Bình Trung. Đây là quầy của Lắp Giò hả? Dạ, quầy Lắp Giò này gần giống Nguyên của Bình Trung. Anh cầm cái gì nè. Dạ, được rồi. Dạ. Dạ. Có ghi hình, có ghi hình nè. Dạ. Anh thử làm miếng anh. Anh thử gì mắm Đông Nguyên anh chạy. Mắm này kêu mắm gì cô? Bì mắm Đông Nguyên. Nó là được sản phẩm được làm từ thịt. Thì hôm nay Quốc Thịnh cũng giới thiệu dùm cái cơ sở mình cũng là Định Yên luôn hả? Dạ không, em ở Bình Thành Trung. Bình Thành Trung. Sản phẩm của xã Bình Thành Trung, mỗi xã một cung cấp. Dạ. Đây là sản phẩm cung cấp xã Bình Thành. Thì để thưởng thức quảng cáo cho quý vị biết cái nơi đây luôn nha. Quốc Thịnh thì đọc lại là số 7 ấp Bình Thạnh. Ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung. Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0919128268 nha quý vị. Vậy là đi về bào hút rồi đó ha. À, bị tôi gốc gác cây châu Tân Mỹ. Dạ. Chúc quầy mình bán được nhiều hàng nha. Quảng bá thương hiệu rồi. Dạ. Cái này là cái gì? Cũng chả quảng nè. Của xã Lâm Hưng B đó anh. Lâm Hưng A, tôi là Long Hưng A hả? À? Nghe chợ không? Con vô chợ tầm 200 m. Dạ. Dạ. Có khô cá lóc nữa hả? Dạ. Hay gì ta? Khô cá lóc là sẽ có của nhà con. Dạ. Kéo trà thử đi. Gần nhà của cô Hường mà có cái ông chồng làm thầy giáo không? Từ từ chỗ con bên cầu nha, quẹo trái vô hướng thầy giáo khoảng tầm 200 m. Dạ. Vậy là gần cậu giáo rồi đâu? Dạ. Dạ dạ. Đi bà con bên ngoài tôi bên đó. Dạ cảm ơn nha. Chúc chú sử dụng thử sữa chua ạ. Sữa chua hả? Dạ sữa chua sấy. Sữa chua sấy hả? Dạ. Ngon nha. Ngon. Em uống ly trà đi chị. Địa chỉ là 263
Hưng Mỹ Đông, Long Hưng A là nước sấy nha quý vị, Lấp Vò, Đồng Tháp nha. Số điện thoại là 0971560960. Dạ, dạ ngon. Dạ. Thì chúc gian hàng mình mua bán được nhiều nhiều khách hàng nha. Dạ, cảm ơn. Thì đây là Long Nhãn, đây là Quýt Hồng Lê Dung nha quý vị. Cầm được cái quýt này hơi khó à. Chưa đang quảng cáo gì đây? Dạ, trái cây sấy chú ơi. Trái cây sấy nha. Cái này à, cái này là sấy muối ớt. Vậy sao? Còn này là sò sấy dẻo. Thì sấy dẻo ha. Dạ, còn đây là trà atiso. Dạ. Thì cơ sở mình làm từ đâu vậy cháu? Dạ, là ở Tân Thành, huyện Lê Dung. Xã Tân Thành, huyện Lê Dung. Tân Thành, Lê Dung như cái gì? Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cái cơ sở mình địa chỉ ở đâu nói luôn trên đây cho người ta có cần liên hệ người ta mua, người ta mua. Dạ. Dạ. Ở ấp như ấp xã Tân Thành, huyện Lê Dung đi đó vậy đó. Cơ sở là cơ sở là tên gì? Cơ sở là Hồng Nguyên. Hồng Nguyên. Dạ, cảm ơn. Dạ, muối ớt. Muối ớt này là hiệu gì vậy chắc? Dạ, muối sấy Ngọc Yến. Muối sấy Ngọc Yến nè. Muối sấy Ngọc Yến này là Thanh Bình, Đồng Tháp. Chấm cái này nó có mấy loại gì cháu? Dạ, bên con có ba loại, đó là muối hạt to và cái vị đi xuất khẩu Đài Loan, với lại một cái vị là hàng nội địa. Rồi. Dạ. 100 gram là có nhiêu tiền? Dạ, 100 gram là 6.000. Nhiêu? Dạ, cầm 6. Cầm đưa ra thẳng. Dạ, 6.000. 100 gram là 6.000. Còn đi Đài Loan là mấy ngày? Dạ, 15.000. 100 gram. 15 là 15 ngàn. Muối sấy Ngọc Yến nha quý vị. Ở Thanh Bình hả con? Dạ đúng rồi, Thanh Bình. Dạ. Thanh Bình là Đồng Tháp nha quý vị. À, con có thể đọc cái số điện thoại của Ngọc Yến cái số điện thoại đi. Dạ. 0397 352 532. Dạ, muối sấy Ngọc Yến nha quý vị. Có liên hệ với mà ra bên con có ba loại muối tiêu nữa chứ. Muối tiêu gì? Dạ, tiêu đen ở nhà mình hay dùng nè. Dạ. Đây một loại là tiêu sọ. Dạ đây. Dạ. Muối tiêu ha. Dạ đúng rồi, thêm một loại tiêu đó là tiêu ớt, người ta hay còn gọi là tiêu lớn đó chú. Tiêu ớt nha. Dạ. Muối tiêu bên con đặc biệt là không có mặn như muối tiêu ngoài chợ mình. Dạ. Lại nó tiêu nó nhiều hơn, nó thơm hơn ở chợ. Dạ. Dạ. Thì cũng mong mình quảng bá được cái thương hiệu của cái địa phương mình, của Thanh Bình, của Đồng Tháp. Thanh Bình vậy là huyện nào? Dạ, huyện Thanh Bình, huyện Đồng Tháp. Dạ, đó, bán được đắt hàng hơn. Dạ, bán dạ, đó. Ở cơ sở Ngọc Yến mình cũng nghe tên lâu rồi, nhưng mà được thành lập khoảng bao nhiêu lâu vậy cô? Trên 15 năm. Trên 15 năm. À. Vì là một cái thương hiệu uy tín, có chất lượng thì mới tồn tại được tới thời điểm này ha. Đó. Thì chúc gian hàng mình bán được nhiều hàng và có nhiều khách hàng đến mua và xem được nhiều đơn hàng hơn. Dạ dạ. Cảm ơn. À, chào cháu.
Thì cái sản phẩm kế tiếp của cháu là lấy cái hộp to to đi cho người ta thấy. Dạ, đây. Hộp to dạ rồi. Dạ, bên con thì cái loại này, cái loại nội địa của con bán ở đó ở công ty. Cái loại này là hộp nửa ký. Ngoài ra bên con có khoảng bao nhiêu tiền một hộp? Dạ, 35.000 một hộp. Nửa ký. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn cái hộp nhỏ hơn. Dạ, hộp nhỏ hơn thì trọng lượng của nó là 150g thì có giá là 15.000. Dạ. Dạ rồi. Ngoài ra con có thêm hai loại túi nữa, đó là túi 100g thì túi 250, túi 100g thì giá 6.000, còn 250 thì giá là 12.000. Ngoài ra bên con có thêm hai loại mới, đó là muối loại siêu cay để đi xuất khẩu Đài Loan. Là cay cấp độ mấy? Dạ cũng không có cay nhiều lắm thôi chú, nó chỉ cay hơi cay hơn với cái vị truyền thống. Dạ đúng rồi, chút xíu cái vị hơi đậm đà hơn một chút xíu. Với lại bên con có cái loại hạt to này. Con có thể mở ra mà thử mẫu một hộp lớn này. Mở ra thử một hộp. Dạ bên con có đóng cái bạc. Dạ cẩn thận như vậy nè, để không có bị lọt gió vô, nó không có bị chảy muối. Dạ. Dạ rồi. Đúng rồi, đó là một cái sản phẩm của quê mình đó nha. Cảm ơn cô. Dạ. Dùng thử đi. Dùng thử thôi chứ đâu cần phải nhất thiết phải mua mà. Thì cái Ngọc Yến này mình nghe danh lâu lắm rồi đó. Thì gian hàng mình muối đây, muối Ngọc Yến thử đi cô. Cứ thử thôi chứ đâu có ngại gì. Kìa chú sau lưng kìa. Bé ơi, chú sau lưng rồi kìa, mời chú. Cô có thử. Nhiều gian hàng lắm nha quý vị. Tân Hồng hả ta? Bây giờ nổi tiếng quá Tân Hồng, mà hồi đó mà đi nhận nhiệm sở mà đi dạy mà nghe nói mà tam tân là tứ thường là trốn hết. Vậy sao? Thầy giáo. Vậy sao? Lên say lắm, lên. Để thử rồi, hiệu trưởng. Vậy sao? Tam tân mà tứ thường là trốn hết. Dạ, đúng rồi. Tại vì năm 86 về Hồng Ngự. Khó khăn nhất. Dạ. Thì cơ sở mình gì anh? Dạ. Anh giới thiệu rồi cho bà con. Cơ sở sản xuất Tân Hồng. Dạ. 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 Thì giờ gồm có cái gì? Có các sản phẩm là khô trâu, khô bò, rồi mắm cá đồng các loại, me ngào và khô cá đồng các loại. Giờ hết rồi, mấy sản phẩm chủ lực hết rồi. Hết rồi hả? Khô trâu khô bò hết. À. Khô nấm chay hết. Khô cá chạch hết. Còn có như đây là hết nữa nè. Hay quá. Có 5 sản phẩm O-cớp. O-cớp là sao? O-cớp đó. O-cớp là... O-cớp là tính sản phẩm là cái chủng này. Thì như cái này là gì? Mắm cá lóc. Mắm cá lóc. Cá linh. Cá linh. Cá linh. Cái linh xây. Cái linh xây đâu? Đây, cái này là để lấy cái... quấy ra là quậy thôi, bỏ nước xương. Như vậy là bao nhiêu hộp? Hộp nửa ký 60.000. Vậy sao? Rồi, cá lóc là sản phẩm ô cốp 3 sao. Ừ. Đó. Cái này cá lóc chưng nha, chưng nha. Cá chốt này, cá chốt. Là cá chốt ha. Cá lóc thì mình chưng, chiên xong thì cái mình chưng. Vì vậy là nhiêu? 80.000 hả? 80.000 nửa ký. Dạ. Hỏi để quảng bá cái thương hiệu địa phương của mình mà. Cá lóc thì bao nhiêu gram vậy bạn? Cầm lên đây bạn. Nửa ký gì là nhiêu tiền? Ký gì là 200.000. Cá hai nắng. Hai nắng ha. Không có xài chắc có quản nên để tủ đông thôi. Dạ. Em gán còn hơi lạnh. Nãy giờ đứa em có đứa giờ. Ở đây là còn cá đó cái gì á? Cái này là cá chèn bầu. Chèn bầu á ha. Chèn bầu. Rồi đây thu cá tép. Thu cái gì? Cá tép. Cá tép mắc à? Nhiêu vậy? Loại nhỏ này là 450 ký. Cá tép là cá nó mắc tiền. Thì chúc quầy của mình bán được nhiều hàng và có nhiều cái đơn hàng để cơ sở mình phát triển hơn. Dạ, cảm ơn và thành nhiều. Đạt luôn nha. Dạ, chúc sức khỏe luôn. Này hiệu trưởng cho Tân Hồng á. Đó tôi đi tính đi Tân Hồng mà này, chắc làm hiệu trưởng đó mà tôi trốn mất tiêu. Đây là
Vì sao cái này gọi là gì vậy người đẹp? Lắp thử cái lắp cua đầm. Cua đầm đâu? Thử đi em, lắp xưởng cái lắp là em cua đầm. Cái này lắp xưởng gì vậy cô? Lắp xưởng cá đi. Cá gì vậy? Cá lóc. Cá lóc hay vậy ta? Thì bao nhiêu một ký vậy cô? Dạ, có 200 gram luôn, tặng cho chú 200 gram. Bán lẻ luôn để quảng cáo thương hiệu nha quý vị. Dạ giống. Cân lấy từ đó em cân vô trong bọc thử là sữa cá lóc đó chị. Ra ngoài này cũng tặng. Em nói lửa đó. Lửa. Là sữa cá lóc và sữa cua đồng. Ngon lắm, thử đi chị. Cân 200 gram cho cân để trong. Làm sao mình biết nó là cá lóc cô? Dạ con làm dấu chứ. À, làm dấu ha, chứ sao nếu không hịch nhau ạ? Dạ không, ví dụ như con làm dấu cái nơi gì nè. Dạ. Mình buộc dây mình sẽ làm dấu. Dạ. Ví dụ như không nó là cua còn có này là. Dạ. Bữa nay con hết tàu bì á cháy hàng luôn. Dạ. Cho nên là vô không kịp, nghĩa là vừa phơi xong là đem xuống đây luôn là bán tươi luôn. Chứ cái này là như vậy là bao nhiêu một ký? Dạ thông thường nếu như mà mình phơi 3 nắng á thì nó phải là 240. Dạ còn cái này? Còn cái này là 180, lý do là con phơi hai mới được có 2 nắng mà hút hàng đó chú. Dạ. Cái lượng của mình là đâu cho miếng thử cái lạc xưởng cá lóc coi ngon không? Thì nó giống nhau chứ nói hai chỗ. Từ Tân Hồng hết không? Dạ có Tân Hồng. Cái này là của đồng đó chứ. Ở đâu rồi Tân? Dạ. Ủa con đưa chú rồi nãy mà. Em lên đây rồi nè. Mua vô đi cô, bà thưởng cá lóc. Ăn thử đi, ăn thử miếng đi cô. Cái tấm còn đây. Cua đồng ra cho miếng cua đồng thử. Cua đồng hả? Thì quý vị có đến Festival Hoa Kiển Sa Đéc 2023, quý vị sẽ trải nghiệm những người đẹp mà đang thử lạp xưởng cá lóc, lạp xưởng cua đồng. Xin lỗi mấy cô đến từ đâu vậy? An Giang. An Giang Long Xuyên ha. Dạ. Thôi chúc. Em đến từ FBC. Đến từ chợ mới nha. Dạ. Đâu có biết cái nào. Cái miếng lạp hết cả chị. Cái miếng còn là cá, miếng dài là cua. Cái miếng xéo xéo. Cái miếng xéo không là xéo. Còn mình bóp hàng cua. Mình nhắc lại một ký nếu mà thành phẩm là bao nhiêu tiền? Dạ thô mà đóng gói bao bì như vậy nè chú. Đây là cái đóng gói bao bì bên con á. Bên con đóng gói là mà ăn cua bổ sung thêm canxi cho bé. Ăn cua để mình bổ sung thêm hàm lượng canxi cho bé. Cô bên An Giang ăn nhiều lạp xưởng bò đúng không? Cái này là khô cá chốt sẻ. Khô cá chốt sẻ, cá chốt mình là cá chốt đồng. Cá chốt này là 300 ngàn một ký. Ai lấy nửa ký em tính cho 140. Dạ. Đâu, kẹt cái này qua một bên coi. Đâu việc được ăn trên đây nè. À. Đây nè, anh đây rồi, công ty nè. Ý nó là cái này là khô cái gì vậy cô? Khô cá lóc giúp xương đấy. Là bao nhiêu một ký? Cái này 300 ngàn một ký. Dạ. Bảo đảm ngon ha. Bảo đảm ngon. Thầy mà không ngon đem ra đem mời em bán 2 ngày tiếp tục. Ở đây, còn ngày mai ngày mốt nữa. Thì cái số điện thoại để liên lạc. Số điện thoại để liên lạc 0369 989 809. Dạ. Tân Hồng nha quý vị. Cái này là cá lóc. Cái này là cái này như vậy là 120 á, cá chốt á. Cá chốt luôn con. Dạ. Còn cái này cá gì? Cá chốt sẻ đó, bên đây thôi. Dạ. Yeah. Con này cá lóc ha. Dạ. Thường thường cô chủ ơi. Cái thường thường cô cá lóc có chỗ nó làm mà nó nghe cái mùi rong á. Thì cái cơ sở mình có khắc phục được cái đó không? Dạ được. Dạ chú ăn thử đi. Đâu? Cô cá lóc đâu?
khắc phục thì mới làm được là sửng cá lóc, cho nên nhiều không khắc phục được nó bị hơi rồng. Anh đang làm sửng cá lóc mà nó có nghe mùi đâu không? Là chuyện khô nó còn đơn giản hơn là sửng nữa. Dạ, làm sửng nó phải sửng nó còn khó làm hơn khô nữa. Dạ, là sửng cá lóc thôi. Đây là cái này là cá lóc là phải không? Dạ. Cá lóc là dài hả? Cái này là cua là dài, còn tròn này là cá lóc. Làm miếng nữa rồi. Cá lóc thử có mùi gì khác kìa. Dạ, chín rồi. Như vậy là nếu mà ba nắng thì giá bao nhiêu cua cá lóc? Cá lóc hiện tại là lạc xưởng. Lạc xưởng. Lạc xưởng ba nắng 240.000 một ký. Dạ. Ngon hơn rất nhiều lắm. Xin chào cô, hai cô đây nè. Thì cái cơ sở mình được thành lập bao lâu rồi cô? Cơ sở ban đầu làm từ khô. Cơ sở ban đầu là làm khô. Là nó có mấy năm rồi? 2017 tới giờ. 2017 nha quý vị. Là xưởng của em mới làm được 2 năm. Năm ngoái mới giáp năm. Là xưởng cá lóc và là xưởng cua đồng mới ra thị trường. Một cái tết này là 2 cái tết. Dạ. Cái lạp xưởng như vậy là mình để ngăn đá hay là ngăn mát gì không? Mà lúc mình bảo quản. Lạp xưởng khô 240.000 một ký, lạp xưởng khô của mình á có thể để ở bên ngoài 7 đến 10 ngày vận chuyển hay làm quà tặng hay đi nước ngoài đều coi hết. Tại vì nó thật sự đẹp. Còn lạp xưởng tươi thì mọi người đem về cứ để ngăn mát sử dụng 6 tháng, 3 tháng 6 tháng là bình thường. Để ngăn mát tủ lạnh thôi, không cần phải để ngăn đông. Nếu mà mình cũng mua làm quà Tết thì muốn mua làm quà Tết thì hiện tại bây giờ cứ liên hệ số điện thoại ở trên đây ha. Dạ. Dạ, tại vì cái cạc hiện tại là hôm qua nay mọi người cứ lấy hết rồi. Cho đó là hiện tại cứ liên hệ với tổ số điện thoại là 0369 989 809. Dạ. Dạ, bên em có nhiều mặt hàng, cho đó là sẽ gói luôn quà tặng luôn. Thử là xưởng có lóc, là xưởng có động đi chị. Thử đi em, thử đi mà. Rồi nãy mua nửa ký là xưởng cua. Mua nửa xưởng cua rồi hả? Cái này là cá lóc nước xương nè. Ê, chúc ngân hàng mình nhiều đơn hàng nha. Thì nếu mà có nhiều người bạn hoặc là khách cần mua lạp xưởng cá lóc hoặc là khô cá lóc hoặc là lạp xưởng cua đồng thì mình sẽ ủng hộ cho. Một miếng như vậy là cỡ bao nhiêu tiền? Dạ 60.000. Nhiều quý vị. 60.000. Thôi mình đi à, đi gian hàng khác à. Thì hôm nay Quốc Thịnh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái món nhà quê của mình. Ốc này là kêu ốc gác bếp, nhưng mà ở cái vùng miền Tây mình gọi là ốc vùi á. Thì nếu mà mình muốn mua như vậy là bao nhiêu một ký? Dạ, là bạn dở lên nha. Không để xuống vậy. Như vậy là một ký là bao nhiêu tiền? Dạ, một ký này thường là thị trường đang bán 250. Dạ, 250. Ốc gác bếp này là của vùng đồng bằng sông Cửu Long mình hay là từ nơi đâu về? Dạ, ở đồng bằng sông Cửu Long có. Ủa trời. Cái chốt này là cua con á. Thì với con này cái lúc này ra trong gà sát. Ốc này sát gì? Ốc này mà nếu mà ai ai mà có nhớ quê thì nước mắm xả này rất là ngon à nha. Ốc thử một con đi rồi ủng hộ qua quầy này. Bây giờ chúc bạn mua bài bán đắt nha. Cái này là nếu mà cái địa chỉ mình muốn mua là từ cái số điện thoại hoặc là địa chỉ từ đâu? Dạ, ở Tân Hồng Đồng Tháp, ở số điện thoại là 0336691499. Nông chậm chậm con. Cho riết hết rồi mấy ngày này cho. Dạ. Ngon lắm à. Ốc này mà mấy ông nhậu mà phái lắm à.
lạp xưởng cua đồng, lạp xưởng cá lóc nha quý vị. Lạp xưởng cá lóc, cá lóc luôn. Vô ăn thử, thử rồi, dùng thử rồi mời quán bán rồi. Dạ, đừng ngại, đừng ngại. Cô, chào tới. Mở nắp giùm. Đi quay đi quay YouTube. Thì hôm nay đến cái không khí của lễ hội Festival Hoa Kỷ Sa Đéc 2023 này thì cô cảm nhận cái không khí này sao? Rất là vui và học trò mình đang được giao lưu lần kia nữa kìa. Giao lưu rồi. Dạ, đang thi quân chuyên vàng. Cho nên chú ở phía bên đó thầy quay. Vậy sao? Quân chuyên vàng là sao? Mà tìm hiểu về cái lịch sử của làng Hoa Sa Đéc. Không. Dạ. Em là tập quân kia, cả một tỉnh học sinh của mình từ cấp một cơ sở tới một. Dạ. Thì đầu năm Quốc Thịnh không quên chúc cho cô một năm mới dồi dào sức khỏe ha. Dạ, rồi thành đạt. Dạ. Chúc là năm mới được an khang thịnh. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Mới xem cà phê xanh chớp nhậu lúc mắt mặt trời chưa chị gái. Dạ đó. Mới xem ba che. Dạ. Là sữa sen này là nhiều cơ sở hay là một cơ sở? Một cơ sở. À, tại nãy này là con có đăng ký ra thương hiệu đàng hoàng. Dạ. Thì hồi nãy đầu khúc kia là uống hình chai rồi. Đâu đâu ơi. Ba Tre. Ba Tre này con có thư đăng ký thương hiệu đàng hoàng á. Được sao? Con có bỏ theo mấy cái nhà mà nhà ăn lớn của như của Minh Phát rồi đó chú. Dạ. Dạ. Là cái địa chỉ của mình là ở đâu nói? Ấp A, xã Phúc Cường, huyện Tâm Nông. Dạ. Dạ. Cái này là tỉnh Đồng Tháp ha. Dạ. Chúc bạn mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cái này là cá lòng tông ông tiêu sọ chú. Mỗi trong mỗi con cá lòng tông đều có một hạt tiêu sọ. Cái này kho hay là chiên? Dạ, con gam dầu ăn rồi đó chứ. Dạ. Chỉ cần gam miếng dầu ăn là được thôi. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, một bịch là 150.000 chị. Một bịch này là 250g. Xin chào. Đây là cái quầy khăn rằn uốn cổ. Nhưng cái vùng miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình, cái từ dân gian mà nói lấy cho ba hay là cho chú, cho bác một cái khăn chàng tắm nha quý vị. Thì có nhiều bạn cũng nhỏ hơn mình góp ý là nói là khăn rằn, nhưng mà dùng quê mình thì nói theo cái từ dân gian cho nó nhanh gọn dễ hiểu. Một chiếc khăn như vậy là giá khoảng bao nhiêu vậy nha bạn? 50.000. 50.000 nha quý vị. Hồi xưa thì nó chỉ có màu đen này thôi mà cái sọc to, nhưng mà bây giờ nhiều màu nha quý vị. Cảm ơn. Là cơ sở sản xuất của cái khăn rằn mình là xã ấp nào vậy con? Dạ, số điện thoại luôn. Tạ xã Lộc Khánh Nam. Cái gì? Ấp ấp nào? Ấp Long Tả. Long Tả. Dạ, xã Long Khánh A. Long Khánh A. Huyện Hồng Ngự. Là huyện Hồng Ngự. Dạ. Đồng Tháp. Ở đó có mấy người bạn bên còn là Long Khánh đi học sư phạm ở Cao Lãnh á. Dạ. Chúc quầy mình là có nhiều đơn hàng nha. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ. Cho nó để có nước mắm này vậy. Cái này nước mắm là hiệu gì vậy cô? Gì mười nha quý vị. Nước mắm gì mười nha. Bình Thạnh. À, cái này là nước mắm làm trên Hồng Ngự luôn ta. Hay vậy ta. Nước mắm này làm trên Hồng Ngự.
Hết con này đảm bảo dùng tốt mới giới thiệu cho cô về. Cái này là mật mật ong ha. Đây mật ong thiên nhiên á. Vậy sao? Bao nhiêu một chai cái này là được bao nhiêu ml? Chai này mật ong rừng chèm chim nửa lít nè, chai này 280. Dạ. Đây có cả tổ ong ruồi nè, bắt về nè. Đây bán đa dạng hàng hóa chủng loại lắm. Dạ. Đây có làm bánh tổ nè. Bánh tổ đâu đâu lấy ra thử. Là bao nhiêu một cái? Này 200 ngàn. 200 ngàn. Dạ. Nặng lắm. Nè mật không nè. Dạ. Mật bánh tổ là tổ ong hả nha quý vị, chứ không phải cái bánh nha quý vị. 200 ngàn ha. Dạ. 200 ngàn ha. Bánh tráng nướng cơm chín muối. Cái này cơ sở mình ở đâu vậy con? Dạ công ty Bích Chi lần trước ở chú. À Bích Chi ha. Bộ Bích Chi ha. Dạ. Giờ làm nhiều đa dạng quá ta. Dạ nó đa dạng nhiều quá. À. Nhiều mặt hàng ở trong kia đó kìa chú. Dạ, quá nhiều. Dạ đúng rồi. Cái này là cái gì vậy con? Dạ cái này là bắp ngọt chú ơi. Bắp ngọt vị sô cô la vị bơ. Cái em thử xem. Này chú la hả? Bơ ăn hầu no luôn. Dạ cái này là bánh tráng nướng. Tráng nướng. Bánh tráng nướng sẽ nó trong miệng. Bánh mì tôm luôn hả ta? Dạ đúng rồi, bánh mì tôm. Bích Chi giờ làm bánh tôm luôn hả? Dạ, bánh mì tôm là bên Bích Chi con là lâu đời lắm rồi, 23 năm rồi. Hay gì ta? Dạ. Món gì ạ? Chú ơi, giấy, cô gây giấy thử bánh mì đi cô. Bánh tôm ngon à? Bánh tôm nha, nửa ký, 1 ký là nhiêu? Dạ, không có loại bánh mì ngon thì cô thôi. Con có loại này với lại nhiêu? Dạ cái hộp này là 2.000, cái loại này là 6.000. À, được bao nhiêu gram vậy con? Dạ cái này 200 gram, cái này 100 gram. Thấy ngon. Thấy ngon hả chứ? Bước vô trong chút nha em trai. Rồi ngộn lứt đủ loại nha quý vị. Xà nách rong biển luôn. Xà nách rong biển vậy là bao nhiêu một bịch? Xà nách rong biển là 15 ngàn một bịch. Cái này bán là khuyến mãi hay là bằng cái giá lẻ? Bán là khuyến mãi. Khuyến mãi luôn ha, giống như là giới thiệu mặt hàng mình nha. Cái này có 10 ngàn cho anh nha. Đúng rồi, con bán cái này mặt hàng em. Rồi, cơm mà nó đấu rồi. Mày vô, mày vô. Kẹo đậu phộng. Kẹo này là kẹo gì? Kẹo này giống như chuối quá ta. Cái gì gọi là cái gì? Bánh hả? Đọc dùm cơ sở này, cơ sở gì á? Đọc dùm nghe bạn. Đọc dùm cơ sở đang quảng cáo rồi luôn. Dạ cơ sở thì là cơ sở Quỳnh Mai. Quỳnh Mai ở đâu con? Chỉ ở quận 1 thành phố Sa Đéc. Dạ chào. Cảm ơn nha. Cảm ơn bạn cha. À, số mấy của quận 1 là đường nào con? Số mấy? Dạ, rồi có số điện thoại không? Đọc lên luôn. Thấy năm luôn đi. Thấy nó dồn vô đây về kia.
0974184309. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chú. À, quảng cáo rồi cho nhiều người biết. Mày vô, chậm tay thì còn. Quên nữa, lẹ tay thì còn. Cái này là cơ sở mình ở đâu mình quảng cáo? Dạ, cơ sở ở cảng Phước Khang đó chú ơi. À, đèn 2 chỉ xuống hả? À, gần cảng nè, cảng gì? Gần cảng Phước Khang 2 à. Đường dt 848. Cái này là cái gì vậy con? Dạ, này là hủ tiếu à. Hủ tiếu à? Hủ tiếu xà đen. À không, chủ con là đường dt 802 à, con nhớ lại. Hủ tiếu Phú Khang. Từ 7 đến 8 đều là cái đầu. Dạ, hủ tiếu 15 tô. Dạ, bé 15 tô, người lớn 10 tô. Dạ, nó nở ra được, cái này được biết nở ra được. Cái này là cái gì? Dạ, bánh hỏi chiên nha. Bánh hỏi chiên hả? Dạ. Đây là kiện cho bánh hỏi 3 tiên à. Cái vậy là bao nhiêu một bịch? Dạ, 15 ngàn một bịch, là mua 3 bịch tôi con ăn xuống một bịch à, là một bốn mà có 4-5 ngàn thôi à. Dạ. Giống như quảng cáo nha quý vị. Thì ngon không chị? Quá sốt. Không, về mình ăn với nhà ngon à. Hay là con mẹ rồi. Sốt quá. Sốt quá à. Tươi quá trời. Ngon chứ? Vậy mình ngon chứ cô? Một bịch vậy là con nói gì? 15 ngàn. Cái là cái số điện thoại của Phú này là đọc. Không 2773763180. Ủa thế đặc sản xe đét hả? 18 ngàn một gói mua 3 tặng 1 mà. Ủa thế xe đét 18 ngàn một gói mua 3 tặng 1, 1 gói 400 ngàn 3 mà. Được 8 tô rồi, tặng lớn 2 mà. Ủa thế xe đét. Mua ủng hộ đi hủ tiếu xe đét rất là ngon á. Mình đến từ đâu vậy bạn? Đồng Tháp ha. Mua một gói hủ tiếu xà đét đi ủng hộ. Miếng này miếng đủ loại miếng luôn. Thì mấy cháu ở đây nó cũng là vui vẻ nha, quảng bá cái thương hiệu của quê mình. Hủ tiếu ngon lắm. Bánh hậu thôi đến đây video của quý thịnh xin được tạm dừng nhé quý vị. Chúc quý vị xem video và một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và thành đạt. Và đến đây video xin được tạm dừng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bánh đậu phụ nè, bánh căn bún phở đặc sản là ngày đầu bột xà đét này cô chú chị ơi. Hủ tiếu là bột xà đét nè, đặc sản là ngày đầu bột xà đét này cô chú chị ơi. Bánh căn bún phở nè. Ngày hôm nay cô chú chị nào chốt từ 3 sản phẩm cho lên quay lại comment cho cô là đã chốt kèm quà, đã chốt kèm quà. Gửi kèm cô chú chị mình thêm là một phở gà lứt, một bánh căn gà lứt hoặc là một bún gà lứt à. Cô chú chị mình nhấn tay bấm vào cửa hàng đi à, bỏ nhà mình nhấn vào nút. Cô chú chúng ta vào cửa hàng nhấn vào nút.